cầu nguyện cho bệnh nhân. Chủ đề ngày Sa-bát được phép cứu mạng người. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin bình an của Chúa Phục sinh luôn ở với mọi người trong nhà này và cách riêng ở cùng bệnh nhân đây. Amen. Trong hành trình đi loan báo tin mừng, người ngôn sứ trong Cụ Ước gặp biết bao từ khước, bị chống đối và thậm chí còn bị đe dọa đến tính mạng. Thánh Gioan Tẩy Giả vì nói lên tiếng, nói chân lý, muốn bảo vệ luân lý đạo đức mà Ngài đã bị chém đầu. Chúa Giêsu vì ngôn sứ quyền năng không thoát khỏi số mệnh đã dành riêng cho Ngài. Mặc dầu Ngài đã đem tin mừng cho người nghèo, giải phóng kẻ bị áp bức và kẻ bị cầm tù, đem ánh sáng cho người mù, bảo vệ kẻ cô thế cô thân và chữa lành bệnh tật. Cho dù Ngài chỉ nói lời yêu thương, khuyến cáo cảnh tỉnh người lầm lạc trở về, thế mà Ngài bị lên án và bị giết chết trên thập giá. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca đoạn 6 từ câu 6 đến 11. Một ngày Sa-bát khác, Đức Giêsu cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-siêu rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy trong ngày Sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo người. Nhưng người biết họ đang suy nghĩ như thế nên bảo người bại tay: "Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây." Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. Đức Giêsu nói với họ: "Tôi xin hỏi các ông, ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt?" Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bày tay: "Anh giơ tay ra." Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. Nhưng họ thì giận điên lên và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giêsu không. Xót cho vô bờ, sao con mãi hững hờ, Chúa vẫn đợi chờ con, chờ con trở về với Chúa, chờ con dù hết tôi đời. Xin cho con một trái tim nồng ấm, đừng thờ ơ với mọi người xung quanh. Với lòng thương xót Chúa, để được Chúa thứ tha lỗi lầm. Dù tôi con có đỏ như son, Chúa vẫn tha khi con cầu khấn. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, để được Chúa ôi ân vô về. Dòng đời con bao nỗi chuyên trên, tin thắp nơi Ngài hồn con mãi bình yên. Lạy Chúa, lòng thương xót Chúa vô bờ, sao con mãi hững hờ, Chúa vẫn đợi chờ con, chờ con trở về với Chúa, chờ con dù hết tôi đời. Xin
cho con lòng tin yêu cầy mến, để người ca Chúa giàu lòng khoan nhân. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, để được Chúa thứ tha lỗi lầm. Dù tôi có đó như son, Chúa vẫn tha khi con cầu khấn. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, để được Chúa hồi an vô về. Dòng đời con bao nỗi chuyên chuyện, tin thác nơi Ngài hồn con mãi bình. Vẫn đợi chờ con trở về với Chúa, chờ con dù hết tôi đời. Xin cho con một trái tim nồng ấm, đừng thờ ơ với mọi người xung quanh. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, để được Chúa thứ tha lỗi lầm. Dù tôi con có đó như Chúa vẫn tha khi con cầu khấn. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, để được Chúa hồi an vô về. Dòng đời con bao nỗi chuyên chuyện, tin thác nơi Ngài hồn con mãi bình yên. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, để được Chúa thứ tha lỗi lầm. Tôi con có đó như son, Chúa vẫn tha khi con cầu khấn. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, để được Chúa hồi an vô về. Dòng đời con bao nỗi chuyên chuyện, tin thác nơi Ngài hồn con mãi bình yên. Tin thác nơi Ngài hồn con. Giải thích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe. Trong trình thuật tin mừng theo Thánh Luca chúng ta vừa nghe và nói lên mầm mống chống đối của những kẻ không ưa Ngài, muốn tìm cách hãm hại và loại trừ Ngài. Chúng ta hãy cùng Ngài bước vào cuộc đối đầu đã khởi sự. Mở đầu với câu 6, Thánh Sử giới thiệu một ngày làm việc của Chúa Giê-xu. Ngài vào hội đường và giảng dạy. Đó là công việc của vị ngôn sứ, và cũng vì việc này mà Ngài được Chúa Cha ủy thác xuống trần. Ngài không nói lời của Ngài, nhưng là lời phát xuất từ Chúa Cha, và chính Ngài là ngôi lời hằng hữu muôn đời. Ngài nói lên tiếng nói tình yêu Thiên Chúa muốn chia sẻ hạnh phúc với con người. Bài giảng của Chúa Giê-xu hôm đó được gắn kết với hành động. Ở đó có một người khô bại tay phải. Bàn tay con người là dụng cụ lao động để kiếm sống. Bàn tay cũng là cách diễn tả tâm trạng vui buồn, chúc phúc, thề hứa và cũng để cầu nguyện thờ lạy. Tay anh bị khô bại nên mất đi hết hiệu lực trên
Và đó là một thiệt thòi, một lỗ hổng trong cuộc sống của anh. Trong hội đường hôm đó, anh là nhân vật chính. Anh là nơi để Thiên Chúa thi ân giáng phúc. Nhưng anh cũng là nguyên nhân để người Pha-ri-siêu phản đối. Và họ đang rình xem Chúa Giê-xu có chữa bệnh cho anh không, chỉ để tố cáo. Trong đầu chương 6, người Pha-ri-siêu chỉ dám mon men đến xem xét và lên án các môn đệ của Chúa Giê-xu phạm luật Sa-bát, bức bông lúa. Nhưng hôm ấy, họ đã cố ý rình mò hành vi của ông thầy và muốn tiêu diệt tận gốc. Chúa Giê-xu hiểu được tâm địa của họ, Ngài muốn dạy cho họ về luật yêu thương, luật để cứu sống, để chữa lành. Đối lại cách sử dụng luật của họ, luật được đặt thêm ra trong luật Mô-sê chỉ để hại nhau, để lên án tố cáo và để giết chết. Vì thế, Ngài nói với người bại tay, anh trỗi dậy ra đứng giữa đây. Hình ảnh trỗi dậy như rũ bỏ giữ luật vì luật. Giữ luật theo nghĩa đen trong hằng học, bực bội mà thiếu vắng tình yêu đồng loại. Lần này Chúa Giê-xu đi trực tiếp vào vấn đề và quyết định nói rõ, nói thẳng cho họ biết cốt lõi và tinh thần của luật. Ngày Sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt. Chúa Giê-xu muốn đưa ngày Sa-bát về ý nghĩa nguyên thủy của nó. Ngày Sa-bát được lập ra vì người ta, vì bổn phận bác ái trỗi vượt trên hình thức tuân giữ ngày nghỉ. Đằng khác, Ngài cũng nhận là Ngài làm chủ ngày Sa-bát khi làm việc lành, việc thiện. Trong ngày Sa-bát là chúng ta bắt chước Thiên Chúa yêu thương tạo dựng vũ trụ, và Thiên Chúa còn tiếp tục cai quản vũ trụ và ban sinh khí cho con người. Ngày Sa-bát đích thực là ngày con người sẽ nghỉ ngơi như Thiên Chúa và cộng tác với Ngài, hiệp thông với tâm tình của Ngài. Sau khi đã giáo huấn và nhắc nhở họ về mục đích của ngày Sa-bát, Chúa Giê-xu đã rảo mắt nhìn họ tất cả, một cái nhìn như nhắc nhở sự trở về, sự thức tỉnh lương tâm chai lì khô cứng của họ. Chúa Giê-xu liền bảo người bày tay, giơ tay ra, anh ta làm theo và tay anh được lành. Lời Ngài có uy quyền trên bệnh tật, và lời Ngài đã chứng minh tình yêu Thiên Chúa qua hành vi cụ thể chữa lành. Việc chữa lành của Chúa Giê-xu đã đưa anh khô bại tay trở về cuộc sống đời thường, nhưng lại là lúc làm cho mầm mống ghen tị, hiềm khích của người Pha-ri-siêu gia tăng. Thánh sử Luca viết tiếp, họ giận điên lên và bàn nhau xem có làm gì được Chúa Giê-xu không. Một kế hoạch được lập ra, một âm mưu được khởi đầu chỉ vì lòng ghen ghét. Thái độ của người Pha-ri-siêu xưa cũng là hành vi của chúng ta ngày nay. Nhiều lúc trong cuộc sống nơi công sở, nhà máy, trường học, chúng ta vẫn có nhiều âm mưu diệt trừ lẫn nhau, nói một lời nói xấu, dèm pha một hành vi phản đối hoặc thái độ, mặc kệ nó. Thậm chí một vài người có hành vi loại trừ Thiên Chúa như tôn thờ chủ nghĩa vật chất, ham mê những quyến rũ của lạc thú trần gian, và có những thái độ chống phá giáo luật như đặt điều vu khống, bắt bớ bắt hại những người ngay lành, thấp cổ bé miệng, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ trẻ em. Cầu nguyện.
Lạy Chúa Giêsu, thế giới này đang chìm ngập trong mê lầm tội lỗi mà con người không nhận ra. Họ tưởng là mình đang giữ luật tự do, đang bảo vệ nhân quyền. Xin cho chúng con và người bệnh này biết lấy Chúa làm cùng đích cuộc đời, chứ không phải tôn vinh cái tôi mà loại trừ, giết chết người anh em đồng loại. Amen. Ngôi lời của lòng thương xót, mẹ ấm cùng
trải qua muôn ngàn khổ đau, mẹ luôn là mẹ thương xót. Trải qua muôn